Cyan Daily, mục tiêu điều trị bệnh nhân đái tháo đường type 2 đầy tiềm năng. Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay ykhoa.org xin gửi đến quý vị và các bạn chủ đề mục tiêu điều trị bệnh nhân đái tháo đường type 2 đầy tiềm năng. Trong một nghiên cứu đổi mới tiềm năng trên bệnh nhân đái tháo đường type 2, một nhóm các nhà nghiên cứu tại Viện Đái tháo đường, Béo phì và Chuyển hóa, DOMI, tại trường Icahn ở Mount Sinai, đã xác định mục tiêu điều trị để bảo tồn và tái tạo tế bào beta là các tế bào trong tuyến tụy sản xuất và phân phối insulin. Khám phá này có thể ngăn ngừa tình trạng kháng insulin và từ đó mang lại lợi ích đáng kể cho hàng triệu người trên toàn thế giới. Kết quả của nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Nature Communications vào tháng 7. Tất cả các thể lâm sàng chính của bệnh đái tháo đường gây ra bởi lượng tế bào beta không đủ. Khi mức gluco máu trong cơ thể tăng lên, chẳng hạn như phản ứng với chế độ ăn nhiều chất béo, tế bào beta sẽ phản ứng bằng cách sản xuất và giải phóng nhiều insulin hơn để kiểm soát mức gluco máu. Nhưng gluco máu cao kéo dài, được gọi là tăng gluco máu, có thể làm suy giảm khả năng sản xuất và tiết insulin của tế bào beta. Điều này dẫn đến một vòng luẩn quẩn khi lượng gluco ngày càng tăng và chức năng của tế bào beta ngày càng suy giảm, dẫn đến suy tế bào beta. Đây là một hiện tượng được gọi là nhiễm độc gluco. Vì vậy, bảo tồn và tái tạo tế bào beta là một mục tiêu trong điều trị bệnh đái tháo đường. Nhóm nghiên cứu Mount Sinai đã phát hiện một cơ chế phân tử có vẻ liên quan đến việc bảo tồn và tái tạo tế bào beta bằng protein liên kết yếu tố phản ứng carbohydrate, CHAIBD. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sản xuất một đồng dạng dễ phản ứng của protein này, CHAIBD beta, là một điều cần thiết để tạo ra nhiều tế bào beta hơn để đáp ứng nhu cầu tăng insulin trong cơ thể do chế độ ăn nhiều chất béo hoặc hấp thụ nhiều gluco. Tuy nhiên, quá trình chuyển hóa gluco tăng cao kéo dài có thể dẫn đến một vòng luẩn quẩn trong đó CHAIBD beta được sản xuất quá mức, dẫn đến nhiễm độc gluco trong tế bào beta và dẫn đến chết tế bào. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng có thể chống lại tác động của CHAIBD beta và sự chết tế bào beta mà họ quan sát được bằng cách tăng hoạt động của một dạng protein thay thế là CHAIBD alpha hoặc bằng cách kích hoạt yếu tố hạt nhân erythroid 2, là một loại protein bảo vệ tế bào khỏi bị oxy hóa ở chuột và tế bào beta ở người, từ đó bảo tồn lượng tế bào beta. Giáo sư tiến sĩ Donald Scott, chuyên ngành nội tiết, đái tháo đường và các bệnh về xương tại Icahn Mount Sinai và là thành viên của DOMI và của Viện Phát triển và Sức khỏe trẻ em Mindic chia sẻ. Trước đây, CHAIBD được cho là một chất trung gian gây ngộ độc gluco, nhưng chúng tôi chú ý đến một dạng CHAIBDPA dường như bảo vệ các tế bào beta. Chúng tôi phát triển và sử dụng các công cụ mà khiến cho việc nghiên cứu các đồng dạng này một cách độc lập trở nên khả thi và nhận thấy rằng CHAIBD beta đóng một vai trò quan trọng trong việc phá hủy từ từ các tế bào beta. Vì vậy, chúng tôi tin rằng nó là một dấu hiệu của tăng gluco máu và nhiễm độc gluco. Hơn nữa, chúng tôi phát hiện ra rằng nếu loại bỏ CHAIBD beta hoặc dùng thuốc ức chế nó, có thể giảm thiểu tác động của độc tính gluco và bảo vệ các tế bào đó. Khám phá thú vị này tạo cơ hội để phát triển các tác nhân điều trị nhằm vào cơ chế phân tử này, ngăn chặn hiệu quả sản xuất CHAIBD beta và từ đó bảo tồn được lượng tế bào beta. Điều này sẽ không chỉ giải quyết thách thức đã thúc đẩy nghiên cứu bệnh đái tháo đường trong nhiều năm, mà còn giúp bệnh nhân đái tháo đường type 2 không tiến triển thành phụ thuộc insulin do mất lượng tế bào beta. Điều này sẽ có tác động đáng kể đến kết quả và chất lượng cuộc sống. Dựa trên những phát hiện này, nhóm nghiên cứu quan tâm đến việc nghiên cứu tác động của việc sản xuất quá mức CHAIBD beta ở bệnh nhân đái tháo đường type 1, khác với bệnh đái tháo đường type 2 ở chỗ tuyến tụy không sản xuất insulin. Nhóm nghiên cứu cũng quan tâm đến việc sàng lọc thêm các cơ chế phân tử có khả năng ngăn chặn sự sản xuất CHAIBD beta và từ đó ngăn ngừa ngộ độc gluco và chết tế bào beta. Hơn nữa, có kế hoạch nghiên cứu xem liệu vòng luẩn quẩn được quan sát thấy trong nghiên cứu này có xảy ra ở các mô khác mà có CHAIBD beta hoạt động không, chẳng hạn như thận, gan và mỡ, hoặc cơ thể, chất béo, và chúng có góp phần gây ra các biến chứng đái tháo đường hay không. Tác giả chính của nghiên cứu là Phó Giáo sư Tiến sĩ Liora Skatz tại Icahn Mount Sinai cho biết, nghiên cứu này được thực hiện bằng cách tập hợp toàn bộ kiến thức chuyên môn về DOMI trong các lĩnh vực như giải trình tự ANA, hình ảnh kỹ thuật số 3 chiều và tin sinh học. Phát hiện của chúng tôi cung cấp một nền tảng để bảo tồn lượng tế bào beta hiện có và để phát triển các phương pháp điều trị mới có tiềm năng giúp hàng nghìn bệnh nhân đái tháo đường type 2 không tiến triển thành phụ thuộc insulin. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm nút thích, theo dõi và đăng ký kênh để cập nhật các thông tin y khoa chính xác.
và mới nhất nhé.